Bắt giữ hai thanh niên trộm 6 chiếc điện thoại di động, thiếu tiền tiêu xài, hai thanh niên ở Thanh Hóa đã dùng kìm bẻ khóa, đột nhập vào cửa hàng điện thoại Tuấn Mobile vào giữa đêm để lấy đi 6 chiếc smartphone trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 11 tháng 6, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Đức Tài, 30 tuổi, chú thôn Đông Yến, xã Hải Yến và Lê Văn Thống, 28 tuổi, chú tổ dân phố Tân Vinh, phường Hải Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, trước đó, đơn vị nhận được tin trình báo của anh Mai Văn Tuấn, 29 tuổi, chủ phố Phú, phường Hải Lĩnh, về việc cửa hàng điện thoại di động của anh mất cắp 6 chiếc điện thoại, nghi là có người đột nhập vào trộm. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã xác định được Tài và Thống là hai người đã gây ra vụ việc trên. Cụ thể, vào lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 28 tháng 5, khi đi qua tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh thì Tài và Thống thấy cửa hàng Tuấn Mobile không có ai trông coi nên đã dùng kìm bẻ khóa để đột nhập vào bên trong, trộm 6 điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Tài và Thống khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an làm rõ.